Xin chào các bạn đang theo dõi kênh xe điện motor điện. Em là Lam ở Thái Bình. Hôm nay xin giới thiệu đến các bạn một cái bộ nhíp bánh và trục xe lôi. Bộ trục xe lôi này là bộ trục có phanh các bạn nhé. Đấy. Trục này là trục có phanh, bộ này thì chỉ có tác dụng lôi thôi, không có vi sai, không có chuyển động gì cả. Áp dụng cho các bạn làm xe lôi, xe kéo các bạn nhé. Đấy. Bộ thì chỉ có 3 món phụ tùng như này thôi, cầu, nhíp và bánh. Nhíp thì có cả phụ kiện nhé, nhưng mà trong này em không có đưa vào vì phụ kiện thì nó vẫn giống như những cái bộ em đăng trước đây thôi. Trục cầu này, tăng bua là đường kính 180 này. Đấy, trục là ống 60 này. Có phanh phiếc đàng hoàng nhé. Nhíp này là nhíp 5 ná hàng nhập khẩu là dài 75 cm. Đấy. Nhíp này thì đồ rất là chuẩn các bạn ạ. Nhíp rất là đẹp này. Đấy. Đây, nhíp có chữ TH đây các bạn nhé. Độ sắc led thì hơn hàng nội địa rất là nhiều. Đây là hàng mình nhập khẩu. Đấy, nhíp này thì có thể chịu được khoảng dưới 700 kg. Chiều dài, nói chung là độ êm dẻo rất là tốt. Đấy. Trục xe lôi này thì bên em đang có một loại 1m1 và một loại 1m. Lắp bánh thì thêm 10 cm nữa. Bánh xe thì bánh 400-12. Các bạn có thể lắp bánh 500-12 hoặc nhiều bánh khác. Với cái tim ốc của bốn cái bánh này là đây. Của nó là chéo 7, vuông 10 và lỗ tâm 63. Đấy. Đo đường chéo như thế này đây. Đo đường chéo như này là 10, đo tim nhá. Đo bên cạnh là 7 này. Và cái lỗ tròn này là lỗ 63 này. Lỗ này là lỗ gánh lực chủ yếu các bạn nhé. Còn cái lỗ ốc này chỉ là lỗ định vị siết chặt thôi. Đấy. Còn cái G chịu lực chính ấy, nó phải là cái G ở giữa này. Đấy. Thì các bạn mua lẻ em cũng bán, mà mua cả bộ em cũng bán nhé. Đấy, chọn bộ nó như vậy. Đấy, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Mọi thắc mắc hay giá thành sản phẩm thì có thể liên hệ trực tiếp 0983 818 955. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.